mãi. Dù phút êm đềm xa xưa nay đã đi vào quên lãng, trời vào thu Việt Nam buồn lắm em ơi. Mây tím đang dâng cao vời mà tình thương chưa lên ngôi. Ngày mình yêu anh đâu hay tình ta gian dối, để bước phong trần tha hương em khóc cho đời viện xưa. Về làm chi rồi em lặng lẽ ra đi, gom góp yêu thương quê nhà dâng hết cho người tình xa. Anh đâu ngờ có ngày đàn đứt dây tơ, một phút tim em hững hờ, trọn kiếp anh vương sầu nhớ. Nói đi em, cả đời mình đã đi tìm, cả đời mình xây ước mơ cho ngày mộng được nên thơ, cuối cùng là tình bơ vơ. Cho anh xin một đêm chăn trôi, tìm đống cho tàn năm xưa, dâng hết cho lần yêu cuối. Rồi từng đêm nhịp bước cô đơn, em khóc cho duyên hững hờ, anh chết trong mộng ngày. Xin chào tất cả quý vị, xin chào tất cả các bác. Hôm nay năm mới Hải Sơn sẽ giới thiệu đến cho tất cả mọi người một cái combo nghe nhạc ở cái đẳng cấp 2N. Nhưng mà đây là một cái phối ghép nó rất đơn giản, gồm có một đôi loa đứng và một chiếc âm ly tích hợp. Trong nhiều tình huống thì chúng ta cũng có thể là không cần thiết phải sử dụng những bộ pre-pow quá cồng kềnh. Tất nhiên pre-pow cồng kềnh và với mức giá lớn thường đem lại chất lượng âm thanh được cho là tốt nhất. Nhưng mà một chiếc âm ly tích hợp thuộc hạng đầu bảng của một hãng thì nó rất là gọn và nó cũng đủ sức để kéo những đôi loa khó tính. Ví dụ như đôi loa Bauer & Winkin 802D4 mà Hải Sơn muốn giới thiệu đến cho tất cả mọi người. 802D4 ấy, thứ nhất là mã D4 là nó là sử dụng loa Twitter kim cương, và D4 tức là đến thế hệ thứ tư rồi. Và thế hệ thứ tư này là một thế hệ mới ra mắt trong thời gian gần đây, là một bản nâng cấp để thay thế cho phiên bản D3. Còn dòng 800 series thì mọi người rất quen thuộc, đây là một trong dòng loa đứng hàng đầu thuộc gọi là phân hạng 2N của hãng Bauer & Winkin đến từ nước Anh. Và cụ thể dòng sản phẩm 802D4 nó là model đứng thứ nhì, tức là nó là người em của model đứng đầu là 801D4. Về hình thức thì có thể gọi là gần như giống y hệt, chỉ có một đặc điểm đó là 802D4 nó sẽ nhỏ hơn. Mà cụ thể ở đây nhỏ hơn là nhỏ hơn ở hai cái loa trầm. Và vì vậy mà chúng ta sẽ có toàn bộ phần trung âm và phần giải cao không khác gì so với 801D4 cả. Cái phần woofer trầm này nó nhỏ hơn thì tức là chúng ta sẽ sử dụng cho phòng nghe có thể là nhỏ hơn so với 801D4. Cụ thể một đôi loa 802D4 này cũng có thể sử dụng được cho những không gian rộng lên tới trên dưới 60m², đánh rất là hay, tiếng ngập tràn trong phòng. Dòng này thì cho một cái âm thanh rất là tinh tế và một cái khả năng tái tạo sân khấu rất là chính xác, và tiếng nhạc cụ, đặc biệt là giọng hát nghe nó có độ trung thực rất là cao, nghe rất là tự nhiên. Và cái phần giải cao nghe cũng rất là hấp dẫn từ cái Twitter kim cương này. Đồng thời giải trầm thì đây là một đôi loa cho tiếng trầm xuống sâu nhưng mà êm, nó không có cảm giác bị nặng tiếng hay là nghe lâu bị mệt. Bây giờ xin mời mọi người có thể quan sát cái hình thức của đôi loa rất là đẹp này một chút. Thì có một số sự khác biệt so với dòng 800D3 thì ở đây là chúng ta sẽ thấy họ trang bị một cái plate kim loại rất là lớn bằng nhôm nhé. Và họ làm có khoét rãnh xuống thì cái rãnh đó để họ chứa cái ống cũng bằng cái kim loại này, nhôm này. Là cái ống này là để chỉ chứa cho phần loa trung âm thôi. Cái thiết kế ống tube vuốt về phía sau rất là đẹp và thẩm mỹ. Ngoài ra thì họ còn phủ thêm da của một cái hãng là Connolly,
một trong hãng thời trang nổi tiếng của Anh Quốc lên cái phần phía trên này, rất là đẹp nhé. Và một trong những cái sự khác biệt nữa là cái loa Twitter này thì vẫn là một cái loa Twitter tách rời, một đặc điểm gọi là biểu tượng rồi của cái dòng 800. Nhưng mà nó dài hơn, nó dài lên tới khoảng 30cm, so với phiên bản D3 thì nó sẽ ngắn hơn. Đây là nó dài hơn một cách đáng kể. Cho nên hình thức thì trông rất là đẹp và cân đối, và màu đen này thì trông rất là sang. Ngoài ra thì theo như Hải Sơn để ý thì trên web của hãng thì họ làm tổng cộng khoảng 4 màu khác nhau. Thì còn có những cái màu trắng này, màu gỗ vàng và một cái màu đỏ truyền thống. Rồi, ở đây thì chúng ta sẽ điểm nhanh qua về phần vật liệu cấu tạo nhé. Ở đây chúng ta sẽ có một cái thân loa thì là bằng gỗ rất là nhiều lớp, và họ làm một cái thiết kế quấn ngược về phía sau, ép ngược rất là đẹp. Bên trong thì hệ thống rằng này, ma trận này rất là phức tạp. Ở đây thì củ loa trầm sẽ có đường kính là 20cm, có hai củ loa trầm và bằng vật liệu là mọi người nhìn thấy rồi. Đây là vật liệu carbon, một trong vật liệu rất là bền để chế tạo củ loa. Họ làm tất cả trên những cái bộ khung này. Tiếp theo chúng ta sẽ đến với một trong cái màng loa mà là đặc trưng của hãng này. Đó là màng loa sử dụng vật liệu gọi là Continuum, thay thế cho vật liệu Kevlar màu vàng thế hệ trước. Nó cho một cái giải trung âm và các cái tiếng nhạc cụ nghe rất là trong trẻo và tái tạo được sân khấu cực kỳ là tốt. Thêm nữa, hỗ trợ cho tái tạo sân khấu và cái phần giọng hát ở giải cao cũng như toàn bộ phần giải cao đó chính là loa Twitter sử dụng màng kim cương nhân tạo và được đặt ở trong một cái ống này. Ở trên này có chữ Bowen & Wilkins. Đôi loa này hoàn thiện quá là đẹp, rất là xịn. Mọi chi tiết đều rất là sắc sảo, đúng theo tiêu chuẩn của một đôi loa high-end cao cấp. Đôi loa này cần một cái công suất âm ly từ tối thiểu là 50W cho tới là 500W đánh liên tục. Đấy là thông số trên trang chủ của hãng. Và có độ nhạy là 90dB trở kháng 8 ohm và cái trở kháng tối thiểu nó khoảng 3 ohm. Chúng ta sẽ đến với phương án phối ghép nhé. Đây là chiếc âm ly tích hợp đứng hàng đầu của hãng The Griffon, là một hãng nổi tiếng đến từ Đan Mạch. Thì hãng này có một cái đặc điểm là hầu như tất cả mọi sản phẩm của họ đều màu đen và có một cái thiết kế rất là riêng, không có nhầm lẫn với hãng khác. Kể cả cái logo của họ là hình con điểu sư, tức là nửa đại bàng, nửa sư tử, trông rất là đặc biệt. Có thể được gọi là Griffon Diablo 300 là âm ly có cái mức công suất lớn lên tới là 300W nhân 2 ở cái trở kháng 8 ohm cho class AB. Và đây cũng là âm ly tích hợp mạnh nhất của hãng này. Ngoài ra là đây là một cái âm ly có khả năng đánh rất tốt ở trở kháng thấp. Chính vì vậy mà khi đánh ở trở kháng 4 ohm thì nó sẽ cho công suất lên tới gấp đôi, tức là 600W ở trở kháng 4 ohm và 950W ở trở kháng 2 ohm ra hai kênh. Cho nên đây là một trong cái âm ly cực kỳ hay và chất lượng, mà nó kéo được rất là nhiều đôi loa high-end khó tính. Và cái chất âm của cái dòng Griffon này, cụ thể là Diablo 300, cho ra một cái chất âm rất là sâu lắng, rất là truyền cảm, có một cái độ biến hóa cao và thích hợp để nghe nhiều thể loại nhạc mà không bị chán. Bây giờ xin mời mọi người cùng lắng nghe âm nhạc được thể hiện bởi hệ thống này. Chim én đưa tin con đò sang sông, môi mẫn em.
and take my fun. Kate, don't go. Kate, don't go. Có thể thấy rằng là khả năng tái tạo âm thanh của cái hệ thống này rất là tốt, có độ chi tiết rất là cao và cực kỳ trong. Quý vị có thể nghe thấy những cái tiếng guitar được đánh lên nghe rất là có lực, và kể cả những cái đoạn cao trào nó không hề bị rối. Và phần trung âm được thể hiện cũng rất là dày dặn ấm áp với giọng của ca sĩ Xuân Hảo, cũng như là khả năng thể hiện cái giọng ca nữ nghe rất là mượt mà và quyến rũ. Thì đây là một bộ dàn hay đang có tại Thiên Hà Audio số 5 ngõ 198 phố Thái Hà, Hà Nội. Nhân dịp Tết này thì mọi người hãy đến Thiên Hà để sắm cho mình một bộ dàn âm thanh mong ước. Xin chào, xin cảm ơn và hẹn gặp lại.